Tình hình leo thang căng thẳng, Kyiv gánh tổn thất nặng nề, Nga phóng hơn 80 tên lửa vào Ukraine, trả đũa vụ xâm nhập biên giới. Trong số đó, Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn hai tên lửa Nga mang uy lực vượt trội. Trước thực tế khó khăn, ngày càng nhiều người dân Ukraine muốn Kyiv đàm phán với Moscow. Diễn biến liên quan, Điện Kremlin phát tín hiệu không mạnh mà gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Một lần nữa, Tổng thống Zelensky bị từ chối phát biểu tại lễ trao giải Oscar. Tin tức khác, Mỹ nghi ngờ Trung Quốc biến cần cầu thành thiết bị tình báo. Theo tướng Mỹ, Trung Quốc đã tự bắn hạ kinh khí cầu của chính mình. Tại Triều Tiên, ông Kim Jong-un thị sát tập trận, chỉ đạo quân đội sẵn sàng chiến tranh. Việt Nam đề nghị, Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tôn trọng lịch sử liên quan đến vụ thảm sát Quảng Nam. Các hành động thiết thực Tất cả sẽ được gửi đến nhà vị ngay sau đây. chiến tranh Góp phần vào Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin quốc tế của TBJS nâng tầm kiến thức. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin liên quan đến chiến sự giữa Nga và Ukraine cùng các sự kiện nổi bật trên thế giới. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng Hồng Hạnh theo dõi những nội dung chính nóng nhất trong vòng 24 giờ qua. Trong ngày hôm qua, chiến trường tiếp tục sụp sôi khi mà Nga tuyên bố đã không kích Ukraine bằng 81 tên lửa đây là đợt tấn công nhằm đáp trả vụ một nhóm phá hoại xâm nhập tỉnh Prias và nổ súng khiến dân thường thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đợt tấn công trả đũa quy mô lớn để phản ứng với hành động khủng bố của chính quyền Ukraine nhắm vào tỉnh Prias ngày 2 tháng 3. Tướng Konashenkov nói rằng, đòn không kích đã phá hủy một số căn cứ đóng quân của máy bay không người lái, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí nước ngoài và lực lượng dự bị, cũng như vô hiệu hóa nhiều nhà máy sửa chữa thiết bị quân sự và sản xuất đạn dược của đối phương. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, đợt tập kích của Nga diễn ra dạng sáng qua sử dụng 28 tên lửa hành trình KH-101 và KH-555 phóng từ oanh tạc cờ chiến lược T-95MS, 20 quả caliber từ tàu chiến trên Biển Đen, 4 tên lửa diện hạm siêu thanh KH-22 và 6 tên lửa siêu vật âm Kinchai. Các hệ thống phòng không S-300 Nga khai hỏa 13 quả đạn nhắm vào mục tiêu mặt đất, trong khi tiêm kích Su-35S phóng 6 tên lửa đối đất tầm xa KH-59 và hai quả đạn diệt radar KH-31P. Quân đội Nga cũng triển khai 8 máy bay không người lái tự sát cho đòn tấn công. Thủ đô Kiev và hàng loạt tỉnh trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có Odessa và Kharkov, đã phải cắt điện khẩn cấp sau đòn tấn công này. Cũng tại đợt tập kích trên, Kiev đã ngăn chặn được một số máy bay không người lái và pháo đạn của Nga. Tuy nhiên, trong số đó, không quân Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn hai loại tên lửa hành trình của Moscow vì uy lực và sức mạnh kinh hoàng của nó. Theo đại tá Yuri Ines, người phát ngôn của không quân Ukraine, các vũ khí hiện có trong biên chế quân đội Ukraine không có khả năng đánh chặn hai loại tên lửa được Nga sử dụng trong trận tập kích hôm 8 tháng 3, đó là tên lửa siêu thanh Kinchai cùng sát thủ tàu sân bay KH-22. Ông nói, các tổ hợp phòng không của chúng ta có khả năng đánh chặn nhiều loại tên lửa hành trình, Tuy nhiên, chúng ta không thể chống lại đường các tên lửa Kinzhai và Kh-22 vì chúng bay theo quỹ đạn đạo và các tổ hợp phòng không hiện đại của Ukraine không có đủ năng lực đánh chặn. Kinzhai là một trong sáu vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang vào năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định tên lửa Kinzhai vô hình và được coi là bất khả chiến bại với bất cứ hệ thống phòng không chống tên lửa nào của đối phương. Trong khi đó, với uy lực và tính năng vượt trội, KH-22 được giới quan sát quân sự mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Một số tờ báo của phương Tây thậm chí còn miêu tả tên lửa này như một vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn. Các nhà khoa học và kỹ sư Liên Xô chịu trách nhiệm chế tạo KH-22 tiết lộ, loại vũ khí này được thiết kế để đối phó với các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. Trước thực tế khó khăn và nhiều thách thức, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ông Alexei Danilov thừa nhận, số lượng người dân Ukraine muốn ký ép đàm phán hòa bình với Moscow đang gia tăng. Quan chức an ninh cấp cao này đã gọi diễn biến trên là xu hướng vô cùng nguy hiểm. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Danilov cho hay, cần chú ý đến việc số lượng người ủng hộ đàm phán với Nga đang ngày càng gia tăng. Đây là một xu hướng rất nguy hiểm khi thậm chí cả những người ở phía Tây Ukraine cũng đang bắt đầu thảo luận về những việc như vậy. Ông cũng chỉ ra việc một chính trị gia tại khu vực Lviv ở phía Tây được cho là đã kêu gọi Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Nga trước đó đã khẳng định nước này sẵn sàng trao đổi với Ukraine nếu giữa lãnh đạo ở Kiev chấp nhận các điều kiện của Moscow và công nhận các vùng lãnh thổ Nga sắp nhập vào tháng 9 năm 2022, cũng như bán đảo Crimea được sắp nhập vào năm 2014. Ở những diễn biến liên quan, Điện Kremlin cho biết thỏa thuận ngũ cốc để Nga và Ukraine có thể xuất khẩu lương thực và phân bón chỉ được thực hiện một nửa. Trong đó, việc gia hạn lại sẽ không dễ dàng. Hay nói cách khác, thỏa thuận chỉ được đồng ý gia hạn nếu các hạn chế xuất khẩu hàng hóa của Nga được dỡ bỏ. Sáng kiến ngũ cốc biển đen thường được gọi là thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã đạt được hồi tháng 7 năm 2022. Về cơ bản, thỏa thuận ngũ cốc gồm hai phần, một là đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn cho Ukraine và hai là dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu của Nga. Sáng kiến nhằm ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách cho ngũ cốc Ukraine được xuất khẩu an toàn từ ba cảng do Nga kiểm soát. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho thấy, Nga không mặn mà gia hạn thỏa thuận sẽ hết hạn vào tuần tới này. Thỏa thuận đã được gia hạn thêm 120 ngày hồi tháng 11 năm 2022 và sẽ được gia hạn vào ngày 18 tháng 3 nếu không có bên nào phản đối. Nga đang ra tín hiệu sẽ chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc nếu các hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Nga được dỡ bỏ. Mặc dù xuất khẩu nông sản của Nga không bị phương Tây nhắm mục tiêu rõ ràng, Nga cho biết các biện pháp trừng phạt liên quan đến các khoản thanh toán, hậu cần và bảo hiểm là rào cản cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này. Trước đây, Nga cũng chỉ trích rằng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu lương thực theo thỏa thuận ngũ cốc thay vì đến các nước nghèo bị khủng hoảng lương thực thì lại đến các nước giàu. Về phía Ukraine, theo trang tin Variety, năm thứ hai liên tiếp, Tổng thống Vladimir Zelensky đã bị từ chối cho phát biểu tại lễ trao giải Oscar. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự từ chối này vẫn chưa được tiết lộ. Tờ báo viết, trong năm thứ hai liên tiếp, Viện Hàn Lâm đã từ chối ông Zelensky, người hy vọng tiếp nối màn trình diễn của mình vào tháng trước tại Liên hoàn phim Berlin bằng cách nhận một sân khấu ảo từ xa trên chương trình phát sóng lễ trao giải Oscar vào Chủ nhật trên kênh ABC. Nguồn tin này cho hay đặc vụ Mai Simpson đã liên hệ với học viện với yêu cầu đưa cựu diễn viên hài vốn đã trở thành chính trị gia tham gia vào chương trình, nhưng bị từ chối. Tờ báo lưu ý, ông Zelensky đã bị từ chối trong bối cảnh giảm hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Yêu cầu biểu diễn tại lễ trao giải Oscar của ông Zelensky đã bị từ chối vào năm ngoái. Khi đó, theo các nguồn tin, nhà sản xuất của buổi lễ đã lo lắng Hollywood chỉ chú ý đến cuộc xung đột ở Ukraine vì ảnh hưởng đến người da trắng, còn những cuộc xung đột ảnh hưởng đến những người có màu da khác thì bị Hollywood phớt lờ. Chính xác những lý do gì dẫn đến sự từ chối trong năm nay vẫn chưa được biết đến. Chuyển sang các tin tức khác, trên khắp nước Mỹ đang xuất hiện là cần cầu khổng lồ do Trung Quốc sản xuất, vận hành tại các cảng, bao gồm cả một số cảng quân dụng. Giới quan chức Mỹ đang lo ngại rằng những chiếc cần cầu này có thể trở thành một mồi lửa dưới đống củi. Mặc dù được chế tạo tương đối tốt và chi phí vận hành phải chăng, nhưng những cần cầu khổng lồ do tập đoàn GPMC Trung Quốc sản xuất có chứa các cảm biến tinh vi có thể đăng ký và theo dõi lộ trình của các thùng container đã gây ra mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể nắm bắt thông tin về vật liệu được vận chuyển vào hoặc ra khỏi nước Mỹ để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Cần cầu cũng có thể cung cấp quyền truy cập từ xa cho những ai muốn tìm cách gián đoạn dòng hàng hóa. Đề cập đến trường hợp cần cầu có thể được dùng để giám sát Mỹ như thiết bị của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies. Pin Evania, cựu giám đốc cơ quan phản gián và an ninh quốc gia Mỹ, GBMC nhận định. Những cần cầu này có thể là Huawei mới. Đó là sự phối hợp hoàn hảo giữa hoạt động kinh doanh hợp pháp và sự cải trang của việc thu thập thông tin tình báo bí mật một đại diện của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gọi những lo ngại của Mỹ về cần cầu là một nỗ lực gây nhầm tưởng nhằm cản trở hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc. khi được hỏi, đại diện của GPMC đã không đưa ra câu trả lời. tiếp tục những thông tin liên quan đến Trung Quốc, tờ The Hill dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ, tướng Glenn Vanderheest, tiết lộ Bắc Kinh đã tự bắn rơi khinh khí cầu của mình. Ông đưa ra tuyên bố này khi nhắc đến các khí cầu bị bắn hạ trên không phận Mỹ mà Ukraine nói là đi lạc do gió, gió. Trung Quốc đã tự bắn rơi khinh khí cầu của mình khi phương tiện này bay vào không phận châu Mỹ Latin vào khoảng thời gian khinh khí cầu của nước này mà Mỹ nghi là do thám đi lạc vào không phận Mỹ và bị bắn hạ. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện ngày 8 tháng 3, tướng Văn Hích nói, Theo tôi biết, Trung Quốc bắn hạ khinh khí cầu đó trên đại tây dương ngoài khơi Nam Mỹ. Tướng Laura Richardson, tư lệnh Bộ chỉ huy Nam Mỹ cũng xác nhận thông tin này. Tháng trước, Trung Quốc thừa nhận sở hữu quả khinh khí cầu được phát hiện trên bầu trời Costa Rica, Nicaragua, Bắc Colombia và Venezuela. Bắc Kinh giải thích khinh khí cầu này dùng để bay thử nghiệm đã vô tình bay lạc khỏi hướng bay đã lên kế hoạch vì thời tiết. Tuy nhiên, sau đó không ai biết số phận khinh khí cầu này ra sao cho đến khi có thông tin trên Quý vị thân mến, căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Trong ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cuộc diễn tập khai hỏa tấn công và chỉ đạo quân đội rèn luyện chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh thực tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 10 tháng 3 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát đợt tập trận bắn đạn thật của một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ tiến công, thêm rằng các khẩu đội đã phóng loạt tên lửa mạnh mẽ vào mục tiêu trên biển và thể hiện khả năng sẵn sàng đương đầu với chiến tranh thực tế. Hình ảnh được công bố cho thấy ông Kim Jong-un và con gái có mặt tại thao trường, trong khi nhiều xe phóng triển khai vào trận địa dưới sự bảo vệ của thiết giáp và bộ binh. Các bệ phóng sau đó khai hỏa 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật cùng lúc. Thông báo của KCNA có đoạn, Lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh các đơn vị hỏa lực cần huấn luyện nghiêm túc nhằm hoàn thiện khả năng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược gồm răn đe chiến tranh và giành lợi thế khi nổ ra xung đột, cũng như đẩy mạnh các cuộc tập trận chuẩn bị cho chiến tranh thực sự. Thưa quý vị, cách đây hơn 50 năm, binh sĩ Hàn Quốc tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam gây ra nhiều vụ thảm sát hàng nghìn người dân vô tội ở Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi. Gần đây, Seoul đã kháng cáo phán quyết về bồi thường nạn nhân vụ thảm sát Quảng Nam. Phản hồi về điều này, Việt Nam đề nghị Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng lịch sử. Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng không có nghĩa phủ nhận sự thật lịch sử. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 3. Chúng tôi rất lấy làm tiếc việc chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án, không phản ánh đúng sự thật khách quan của vấn đề này. Tuyên bố được bà Hằng đưa ra khi được hỏi về việc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo kháng cáo phán quyết của tòa Seoul yêu cầu chính phủ nước này bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát ở Quảng Nam năm 1968. Và chúng tôi rất giấy, lấy làm tiếc trước việc chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án. Và việc này thì không phản ánh đúng sự thật khách quan đối với vấn đề này. Phó phát ngôn viên cho rằng những hành động như vậy sẽ góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như nhân dân hai nước. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBCs nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.